Bây giờ chỉ biết khóc thôi, chẳng biết làm gì. Lũ về nó cuốn sạch sẽ hết, là không còn gì hết, chỉ còn lại sót lại căn nhà để chứa cám ở đây. Nếu bây giờ mà tính tổng thiệt hại thì gia đình thiệt hại khoảng hơn 7 tỷ đồng. Sau nhiều ngày mưa lớn và 4 ngày ngập sâu thì nhiều diện tích đất lúa tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh thì đã mất trắng. Và ngay sau khi nước rút thì nhiều người dân ở đây đã ra để gặt lúa xanh để vớt vát lại những cái gì còn lại. Bữa nay ra gặt lúa xanh, thấy nước rút ra là mình lo mình gặt. Sợ bão số 3 với số 4 vô nữa là mình sợ thôi mình gặt. Nếu nhiều gia đình còn vớt vát được ít lúa xanh thì nhiều nông dân mất trắng khi lúa đang làm đồng. Nước ngập vào thì nó sẽ không có đóng gạo. Nên bây giờ lúa toàn bộ lúa lép hết, coi như toàn bộ bị mất 100%.